Tới ngày 18 tháng 9, chúng ta đang bước sang tuần lễ thứ hai và tuần lễ thứ ba dành cho năm học mới 2023-2024, cũng là bước sang ngày tháng cuối cùng của quý 3. Và chúng ta chỉ còn 3 tháng nữa thôi sẽ đến Tết Nguyên Đán 2024. Vì đã chuẩn bị, đã sẵn sàng cho những chiếc thu đồng phục dành cho doanh nghiệp, cơ quan, dành cho đội nhóm, dành cho gia đình mình chưa? Hãy kết nối với chúng tôi và bằng cách là quý vị hãy nhấn follow trên tảng TikTok Review Đồng Phục và subscribe trên kênh YouTube Đồng Phục Nên Đồng Phá quý vị nha. Hot số like, Viber, Zalo 0343 381839 luôn ready, luôn sẵn sàng để có thể phản hồi gọi là cho quý vị cũng như là trả lời nhanh ngay lập tức để quý vị không chờ đợi lâu. Và chúng tôi, những người thực hiện chương trình cũng như là đơn vị sản xuất những chiếc thun tại xưởng này, chúng tôi luôn luôn đã có kinh nghiệm để chia sẻ với những chiếc thun đồng phục cổ polo, cổ tròn, cổ trụ, và đặc biệt là có thể là những chiếc áo rập lăng nối với nhau bằng nhiều cách, bằng nhiều cái màu sắc. Đó là những chiếc áo mà hoàn toàn gọi là khi mà thực hiện công đoạn may á, hoàn toàn rất là khó so với những chiếc áo thun cổ polo, cổ trụ bình thường với chỉ một nền vải chính mà thôi. Và đặc biệt với những cái phương pháp in theo tiên tiến nhất hiện nay, từ in lụa, in chuyển nhiệt, in bed, in DTG, chúng tôi sẽ giúp chuẩn bị giải quyết những cái phần logo khó mà chúng ta có thể đang tìm cách để chúng ta in lên trên chiếc áo để chúng ta marketing quảng cáo thương hiệu của mình. Chúng tôi đã có 17 cách vị trí, 17 thưa quý vị, 17 vị trí in trên áo. Chúng tôi sẽ trao đổi cái thông tin để quý vị có thể chọn cái vị trí mà chúng ta in lên áo phù hợp nhất, đúng nhất và đẹp nhất để chúng ta có thể marketing không đồng từ vấn đề mà những cái hình ảnh thương hiệu logo này. Xin chào bạn Meti nha, xin chào anh Ba, xin chào Nana Ali, chào Mỹ Hạnh, chào Lập Võ. Quý thân mến, quý đang xem live trực tiếp được phát sóng trên kênh TikTok Quý Đồng Phục và trên YouTube Đồng Phục Alpha. Chúng tôi Nanofa xin kính chúc quý vị có những khoảng thời gian buổi chiều làm móng bên mâm cơm gia đình nha. Và đồng thời chúng tôi sẽ giới thiệu những cái mẫu áo, những mẫu áo của đồng phục với chất liệu cũng khá xịn sò, đó là chất liệu cao su poly vừa để quý vị có thể thấy được rằng là những cái mẫu chất liệu này hoàn toàn là đẹp, chất vải mềm mềm mịn và thấm hút mồ hôi nhanh chóng, co giãn bốn chiều khi mặc vào, chúng ta không lo ngại để mà có những cái vết ố hoặc là những cái giọt mồ hôi trên áo. Quý vị đừng lo lắng, với kinh nghiệm hơn 10 năm, chúng tôi có thể giúp chuẩn bị tạo ra những chiếc thun đồng phục này hoàn toàn rất là đẹp mắt. Dạ, xin chào bạn Lộc Phát nha. Dạ, quý thân mến, chúng tôi đang mặc chiếc áo thun với chất liệu cao su bia và đặc biệt là size L dành cho nam. Chúng tôi có thể làm cho nam, nữ và thậm chí là các bạn LGBT. Chúng tôi có thể thực hiện những chiếc thun đồng phục này hoàn toàn theo phong cách mà quý vị và các bạn doanh nghiệp mà chúng ta đang cần. Đặc biệt là có thể tư vấn thêm cái phần là logo thương hiệu về phong thủy phù hợp với những chiếc thun đồng phục khi mà chúng ta đặt để trên chiếc áo, vị trí ở đâu, như thế nào và màu sắc làm sao phù hợp với cái nền vải chính và cao cổ vào tay. Quý có thể liên lạc với chúng tôi qua số line Viber Zalo 0343 381839 ngay hôm nay quý vị nha. Dạ, xin chào bạn Minh Hữu, xin chào bạn Minh Hữu nha, chào Lập Phát, chào Mỹ Ly. Quý vị thân mến, như chúng tôi đã chia sẻ trong những buổi trực tiếp, chúng tôi luôn luôn có những ca khúc, những bài hát để có thể gửi đến quý vị trong cái phần mà giao lưu và trong phần văn nghệ những giây lao. Chúng tôi luôn sẵn sàng chuẩn bị những bài hát để phục vụ quý vị nha. Và hôm nay ngày 18 tháng 9 ngày đầu tuần, chúng tôi xin mến chúc quý vị có một tuần làm mới thật phấn khởi, nhiệt tình và nhiều niềm vui, thành công, ký được nhiều sản phẩm hợp đồng quý vị ạ. Thank you.
Giới thiệu những chiếc áo thun mật phục. Đây là phía sau, chúng tôi là những sản phẩm mà áo thun mật phục mà quý vị khách hàng đã sở hữu. Và hôm nay chúng tôi đã giới thiệu những chiếc áo thun này. Chúng tôi sẽ gửi đến quý vị một ca khúc trong tuần lễ đầu tiên là tuần thứ 3 của tháng 9, một ca khúc cho tuần mới cũng nhiều năng lượng quý vị nha. Xin gửi đến quý vị một ca khúc của nghệ sĩ Ngô Thị Miên trong mùa thu tháng 9 nhé quý vị nha. Để trong chương trình giải lao chúng tôi xin mến tặng ca khúc này cho quý vị. Em có nghe mùa thu mưa răng lá đổ, em có nghe nai vàng hát khúc yêu đương, và em có nghe khi mùa thu tới mang ái ân mang tình yêu tới, em có nghe nghe hồn thu nói mình yêu nhau nhé. Em có thấy mùa thu mưa bay gió nhẹ, em có hay thu về hết dấu cô liêu, và em có hay khi mùa thu tới bao trái tim vương màu xanh mới, em có hay hay mùa thu tới hồn anh ngất ngây. Nắng úa
dệt mi em và mây xanh thay tống rối, nhạt môi môi em thơm nồng tình yêu vương vương mà hồng. Sẽ hát bài cho em và dù em yên giấc tôi, ngày mai khi mưa ngang lưng đồi chờ em anh nghe mùa thu tới. Em có mơ mùa thu cho ai nức nở, em có mơ mơ mùa mắt nước khoen mi, và em có mơ khi mùa thu tới hai chúng ta sẽ cùng chung lối, em với anh mơ mùa thu ấy tình ta ngát hương. Quý vị thân mến, quý vị đang xem live trực tiếp được phát sóng trên kênh TikTok Vì Đồng Phục và kênh YouTube Đồng Phục Alpha, đơn vị thương hiệu của công ty trách nhiệm hữu hạn Tâm Định Hưng. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị những chiếc áo thun đồng phục dành cho doanh nghiệp, cán bộ, nhân viên. Và hôm nay ngày đồng phục, ngày thứ hai, ngày 18 tháng 9, chúng tôi xin mến chúc quý vị cũng như là toàn thể các anh chị em, các bạn xin xin có nhiều sức khỏe, công trình mới quý vị á. Nắng lúa dệt mi em và mây xanh thay tống rối, nhạt môi môi em thơm nồng tình yêu vương vương mà hồng. Sẽ hát bài cho em và dù em nghe giấc tôi, ngày mai khi mưa ngang lưng đồi chờ em anh em mùa thu tới. Em có mơ mùa thu cho ai nức nở, em có mơ mơ mùa mắt nước hoen mi, và em có mơ khi mùa thu tới hai chúng ta sẽ cùng chung lối, em với anh mơ mùa thu ấy tình ta ngát hương. Và em có mơ khi mùa thu tới hai chúng ta sẽ cùng chung lối, em với anh mơ mùa thu ấy tình ta ngát hương. Chào bạn user 1817 nha, chào Nguyễn Văn, chào Liên Nguyễn, chào user 607, chào tôi tên là, chào bạn Quốc Kiệt. Mến ngắn gọn hơn gần một tiếng đồng hồ, chúng tôi đã gửi đến vị những cái thông tin, những cái chia sẻ để review lại những chiếc áo thun đồng phục và đồng thời giới thiệu những mẫu áo đồng phục dành cho cán bộ nhân viên, và đặc biệt top 8 lợi ích mà những chiếc áo thun đồng phục dành cho cán bộ nhân viên đã mang lại cho doanh nghiệp, cho công ty như nào. Vậy tại sao chúng ta không hãy đặt ngay những chiếc áo thun đồng phục dành cho cán bộ nhân viên để các bạn có thêm những cái động lực để khẳng định lại bản thân là trở thành một thành viên của công ty, của doanh nghiệp. Đặc biệt là những đơn vị, những doanh nghiệp mới thành lập, hãy tạo cơ hội để nhận diện thương hiệu, quảng bá thương hiệu của mình theo phong cách mới. Đó là những cái phần marketing không đồng qua những chiếc áo thun đồng phục dành cho cán bộ nhân viên, dành cho nhân sự đang làm việc cho công ty, cho doanh nghiệp. Một nữa, công thông xin mến chúc quý vị có một tuần mới thật nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe. Và đặc biệt là các bạn sẽ có thêm nhiều hợp đồng, nhiều khách hàng hơn trong tuần lễ mới, đặc biệt là trong tháng 9 quý vị nha. Còn bây giờ tôi không xin gửi lời chào và hẹn gặp lại quý vị ở phần những cái buổi livestream vào ngày mai. Còn bây giờ công thông xin chân thành cảm ơn và cảm tạ quý vị rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.